Thank you.
Tiền thế nào? Cái gì? Mày định đưa tao mấy cái... Mấy cái... Mày đưa tao mấy chục nghìn nè. Cái này đủ gì tao... Đền nhà của mày còn chưa đủ. Nhanh bảo chú mày đưa tiền cho tao còn... Đi đưa tao cháu tao.
Thank you.
làm bánh nhiều thế nhỉ? Mẹ Bèo nào, mẹ Bèo, về đây nào. Bánh ngon thế nhỉ? Dạ. Ban thử một cái nhá. Dạ. Lấy cho con một cái cho con Bèo đi. Dạ. Đang đói đấy. Đang đói đấy. Này, này Bèo. Ừ. Đấy. Dạ, nhiều lắm nhá. Đây. Bèo ơi này, ăn đi. Đấy. Bác ăn đi. Ừ, bác ăn thử một cái xem nhá. Dạ. Ừ, ngon lắm đấy. Ngon thật nha. Dạ. Con ngoài thật đấy. Dạ. Ừ. Ngon nha. Dạ. Em mấy hôm nay con đi làm gì đấy? Hôm nay con ở nhà viết bài. Viết bài à? Dạ. Con tô được nhiều chưa? Dạ. Biết chữ chứ nào chưa? Cái kia có biết chỗ chữ chưa? Con biết chữ chứ rồi. Biết một tí rồi à? Có học đấy nhé. Só
Yes, hơi bé cho mai như to lúa. Nhà nhá, nhớ miu. Ui, vải mười lúc. Siếp. Yes, mà tao mới đồ đạc khi lọ như mình ạ. Mua đây là tao mới mình. Không đi, không đi, không đi. Mai nhà nặng mình ạ. Chấp mày mình, tao không hơi vượt. Siếp. Mình đồ đạc, tao điếu đeo mình. Nhớ mình không? Đi là thật sự đi. Tươi lão. Đi.
Thế là hôm qua bà về con, bà có chửi hay làm gì con không? Bà chửi à? Rồi thì hôm nào bác lại lấy đây, bác sang bác đưa tiền cho bà nhé. Con bác lại, bà lại về lại đòi nhà, con lại không có nhà ở đâu. Rồi không sao đâu, mai bác rất lo cho. Bác đưa tiền xong là mình lại thuê thì sắp tiếp ngày, chắc là bà vì đòi tiền thôi. Nhá, có gì thì cứ bảo bác nhé. Bác cứ ăn thì không sao đâu. Này mèo mèo. Ô kia còn một nồi à? Sắp chín chưa? Sắp chín thôi, để bác đi mang ra cho con nhé. Nhà con là biết làm bánh nhé nhỉ. Thơm thật đấy. Thơm lắm. Bác lấy ra cho nhé. Lấy ra cho để mai con còn ăn nhé. Thơm lắm. Thơm lắm đấy. Ngon thật đấy. Đây. Bác mua một ít về đấy. Mấy hôm bác không được đến, con bác mua cho con một ít nhé. Bác chẳng mua được cái gì đâu, mua được mỗi cái này thôi. Con cứ ăn đi nhá, ăn no vào nhé. Bác ăn no rồi, bác ăn kế rồi để cho con ăn nhé.